Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước đã có cuộc gặp với 100 đại biểu được tuyên dương và trao cúp hợp tác vì cộng đồng thịnh vượng của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Đây là những đại diện điển hình tiên tiến xuất sắc được vinh danh tại lễ kỷ niệm Ngày Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4 lần thứ nhất được tổ chức vào sáng nay. Tin do nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An gửi về từ Hà Nội. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng bày tỏ niềm vinh dự được thay mặt cho 19.500 hợp tác xã và 13 triệu xã viên trong cả nước báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về những kết quả thành tích đạt được trong những năm qua, đồng thời đề xuất một số kiến nghị để lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương sát đúng và quan tâm hơn nữa hoạt động của loại hình hợp tác xã và các tổ hợp tác kinh tế tập thể. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương phong trào hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong những năm qua và khẳng định những đóng góp của các hợp tác xã nói riêng và mô hình kinh tế tập thể nói chung đối với nền kinh tế đất nước. Trong khó khăn chung, các hợp tác xã cần phải liên minh, trao đổi thông tin, tăng cường và không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh để giành được nhiều thành tích, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước. Đồng thời khẳng định trong xu thế phát triển, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh và mở rộng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Liên minh Hợp tác xã các cấp quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo, nâng cao trình độ, kiến thức, đội ngũ cán bộ hợp tác xã nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong các cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của xã viên. Hợp tác xã và các mô hình kinh tế tập thể cũng phải không ngừng tự đổi mới tổ chức, cách thức hoạt động ngày càng hiệu quả để đáp ứng yêu cầu phát triển trong xu thế hội nhập nền kinh tế toàn cầu. Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng gửi lời chúc mừng đến toàn thể hội viên, các tổ chức thành viên Liên minh Hợp tác xã các cấp nhân Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4, mong muốn ngày càng có nhiều điển hình hợp tác xã tiên tiến hơn nữa trong những năm tới. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội đã trọng thể diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4 và biểu dương các điển hình tiên tiến. Dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, đại diện một số bộ ngành trung ương và trên 500 đại biểu đại diện cho các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã trên cả nước, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An và đại diện các đơn vị thành viên tham gia lễ kỷ niệm. Ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ngày 11 tháng 4 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi cho Điền chủ Nông gia Việt Nam kêu gọi: Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần phải có hợp tác xã. Nhằm phát động phong trào thi đua kiến quốc trong tầng lớp điền chủ và nông dân. Thực tiễn cho thấy, qua nhiều thời kỳ phát triển kinh tế của đất nước, hợp tác xã đã đóng một vai trò quan trọng. Tính đến năm 2011, cả nước có khoảng 19.500 hợp tác xã, thu hút gần 13 triệu xã viên hợp tác xã, người lao động và các cơ sở sản xuất nhỏ. Hoạt động trên các loại hình hợp tác xã chuyên dịch vụ, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh tổng hợp và hợp tác xã chuyên ngành. Đối với tỉnh Nghệ An, hiện có 840 hợp tác xã, trong đó có 408 hợp tác xã nông nghiệp, 420 hợp tác xã phi nông nghiệp và 2.700 tổ hợp tác ra đời giúp nhau lao động, tiền vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Năm 2011, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã đạt doanh thu 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 6,5 vạn lao động với mức thu nhập bình quân 1,2 triệu đồng một tháng. À, có thể nói là anh em cán bộ nhân viên của Liên minh Hợp tác xã Nghệ An thì cũng có rất nhiều cố gắng. Trong cái điều kiện chung thì cũng còn nhiều khó khăn, nhưng mà các đồng chí cũng đã cố gắng tham mưu đề xuất với tỉnh ủy, với hội đồng, với ủy ban những cái nhiệm vụ cụ thể của tỉnh, rồi thì tích cực tham gia cái công tác tư vấn hỗ trợ cho các hợp tác xã, rồi thì đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, cho nên cũng tạo được cái phong trào, rồi cái số lượng tổ hợp tác, rồi hợp tác xã là cũng có được phát triển hơn, rồi được củng cố hơn. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã biểu dương những thành tích và đóng góp của các hợp tác xã đối với nền kinh tế của đất nước. Hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã trong toàn quốc đang khẳng định vị thế, vai trò ngày càng vững chắc của mô hình kinh tế tập thể. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền cần phải quan tâm tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, tạo điều kiện cho các hợp tác xã hoạt động. Bản thân các hợp tác xã phải đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới trong sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, đóng góp nhiều hơn nữa trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tại lễ kỷ niệm, 100 đơn vị điển hình của hợp tác xã trên toàn quốc
đã được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao tặng cúp vàng hợp tác vì cộng đồng thịnh vượng. Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ thủy sản sông Lam của tỉnh Nghệ An là một trong các điển hình được vinh danh. Đây là một cái vinh dự của đơn vị mà trong quá trình phấn đấu 20 năm xây dựng và trưởng thành, và đơn vị đã liên tục đạt được thành quả và hiệu quả kinh tế xã hội. Và năm sau, cao hơn năm trước, cái vinh dự này không phải riêng cá nhân tôi mà tất cả tập thể người lao động và tất cả những người mà ở trong cái lĩnh vực lao động hợp tác xã nói chung và sông Lam nói riêng. Cũng trong dịp này, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho 28 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2011. Nghệ An vinh dự có 2 tập thể, trong đó Liên minh Hợp tác xã Nghệ An là đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua cùng Liên minh Hợp tác xã các tỉnh Bắc Trung Bộ. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4 sẽ được tiếp tục phản ánh trong phần sau của chương trình. Ngay sau đây là những tin tức quan trọng vừa diễn ra sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Tới dự có các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên là Giám đốc, Thủ trưởng các sở ban ngành đơn vị, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt nội dung nghị quyết. Mở đầu hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Đình Trạc đã nêu rõ quan điểm xuyên suốt và mục đích ý nghĩa của việc ra đời Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Nếu không được sửa chữa, sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Trước tình hình đó, Nghị quyết Trung ương 4, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ra đời, đã đề cập tới 3 vấn đề lớn mà Đảng cần tập trung chỉnh đốn. Đó là sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên hiện nay. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cán bộ chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn. Nguyên tắc tập thể, lãnh đạo, cá nhân phụ trách còn mang tính hình thức, chưa phát huy được trách nhiệm của người đứng đầu. Nêu rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những tồn tại trên, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 cũng đã đề ra một số vấn đề cấp bách, yêu cầu các cấp ủy đảng cần tập trung thực hiện. Cùng với mục tiêu phương châm thực hiện nghị quyết, tại hội nghị quán triệt, Bí thư Tỉnh ủy Phan Đình Trạc đặc biệt nhấn mạnh đến 4 nhóm giải pháp quan trọng mà nghị quyết đề ra để thực hiện. Đó là nhóm giải pháp tự phê bình và phê bình, nhóm giải pháp về tổ chức cán bộ và sinh hoạt đảng, nhóm giải pháp về cơ chế chính sách và nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng các đồng chí nguyên là lãnh đạo cán bộ cốt cán của tỉnh qua các thời kỳ vẫn luôn dõi sát tình hình chính trị kinh tế xã hội của tỉnh, có nhiều ý kiến tham mưu đóng góp để xây dựng Đảng, tổ chức, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng vững mạnh. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ra đời đã đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của nhiều cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, trong đó có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ sở ngành cấp tỉnh đã nghỉ hưu. Sau đây là ý kiến của một số đồng chí nguyên là lãnh đạo cán bộ cốt cán của tỉnh về ý nghĩa tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bác, thì có thể nói là về các cái nghị quyết xây dựng chỉnh đốn Đảng thì chúng ta Ban Chấp hành Trung ương Đảng là Bộ Chính trị đã ra rất nhiều nghị quyết. Nhưng mà theo bác thì cái nghị quyết này có cái ý nghĩa như thế nào? Đứng về nhận thức mà nói thì tôi thấy rằng là cái nghị quyết lần này về xây dựng Đảng là ra với một cái trong một cái điều kiện mà tình hình của Đảng ta là đòi hỏi phải có nghị quyết, chứ không có nghị quyết thì nói như là đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói là vận mệnh quốc gia và sinh mệnh của Đảng là có vấn đề, cho nên là lòng của dân cũng như là của mọi đảng viên thấy rằng là đã đến lúc Đảng phải thực sự
là tự mình nhận thức được cái vai trò của mình và cái sức khỏe của mình, mà có một cái bài thuốc để mà làm cho đảng mình khỏe lên để đảm nhiệm cái vai trò lãnh đạo của dân tộc, của đất nước. Tôi thấy là Trung ương ra cái nghị quyết 4 này là rất là kịp thời. Mặc dù đó là nó cũng có là muộn đi, nhưng mà muộn thì muộn chứ, vì lâu nay là vì có nhiều nghị quyết nhưng mà mình thực hiện chưa đến nơi đến chốn. Lần này á là Trung ương ra cái nghị quyết 4, những vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay á là nó giải đáp một cái nguyện vọng, cái yêu cầu của toàn đảng, toàn dân để mà xây dựng đảng mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn để mà đáp ứng cái yêu cầu của cái sự phát triển mới của cách mạng. Tôi thấy là rất là hoan nghênh. Riêng tôi á là tôi đón nhận cái nghị quyết này với một cái tấm lòng đó, rất là háo hức, rất là tin tưởng. Chắc chắn là cái việc này nó làm không phải là suôn buột đâu, nó cũng rất khó khăn. Cho nên Trung ương nói là phải làm quyết liệt, làm kiên trì, làm đồng bộ. Nhưng tôi tin rằng đó là cái nhất trí cao của Trung ương, nhất trí cao của toàn đảng và nhất trí cao của toàn dân thì cái việc gì khó khăn cũng làm được. Ông nghĩ như nào về cái sự ra đời của nghị quyết Trung ương 4, một số vấn đề các bạn về xây dựng đảng hiện nay? Tôi thì hiện nay là 71 tuổi đời và 49 năm tuổi đảng, như vậy là cũng gần 50 năm tuổi đảng. Cũng là một cán bộ trưởng thành từ phong trào quân chúng, từ thực tiễn và nhiều năm làm tập tư tưởng, lý luận của đảng, rồi làm công tác tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, thì vẫn suy nghĩ rằng quả thực nếu không có sự lãnh đạo của đảng thì không có cái thắng lợi của cách mạng, không có cái sự nghiệp đổi mới mà có nhiều mặt thành công như hiện nay. Bên cạnh những cái mặt tích cực thì cả cái mặt tiêu cực mà nếu không được giải quyết thì có thể nói là rất nguy hiểm. Coi như là mà nghị quyết Trung ương 4 thì theo tôi là đã bắt đúng bệnh, đã chỉ ra được cái thực trạng của đảng ta. Bên cái được thì có nhiều cái mặt non kém, mà nếu không giải quyết thì có thể nói là uy tín, năng lực và cái sự lãnh đạo của đảng là bị hạn chế rất nhiều. Chính vì vậy mà những cái vấn đề mà Trung ương thảo luận, Trung ương ra, tôi thấy rằng là rất đúng với thực tiễn của tình hình đảng ta hiện nay. Nhưng mà nhận thức đúng rồi, nhưng mà vẫn tổ chức thực hiện, vấn đề làm là rất khó. Làm thế nào đấy mà toàn đảng, mà không những đảng đâu, toàn xã hội nhận thức đầy đủ nghị quyết và quyết tâm thực hiện, là để chúng ta thể hiện là nói đi đôi với làm. Thì lâu nay tôi thấy ấy, là đôi khi ta nói chứ đúng, nói thì hay, nhưng mà làm chưa phải như vậy. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định lấy ngày 11 tháng 4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam. Như vậy, đây là năm đầu tiên Nghệ An và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước tổ chức kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4. Điều đặc biệt là năm 2012 cũng được chọn là năm quốc tế hợp tác xã. Với hai sự kiện đặc biệt này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã triển khai kế hoạch với nhiều hoạt động thiết thực. Tiếp tục chương trình sẽ là các hoạt động nổi bật trong kinh tế hợp tác xã của tỉnh. Trong những năm gần đây cũng như các lĩnh vực khác, kinh tế hợp tác xã ở Nghệ An đã phải trải qua nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng tài chính, lạm phát tăng cao. Trước tình hình này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động và giải pháp kịp thời. Nhờ vậy, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh vẫn có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Không chỉ tăng về quy mô, số lượng, hoạt động kinh tế hợp tác xã đã đi vào chiều sâu với chất lượng không ngừng được nâng lên. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ ngày càng đa dạng và phong phú, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, về cơ bản tổ chức bộ máy quản lý của hầu hết các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã được sắp xếp, trình độ ban quản lý, kế toán, kiểm soát được nâng cao. Nhiều hợp tác xã đã huy động được vốn góp của xã viên, xác định rõ phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ và định kỳ để tổ chức đại hội để có bước phát triển một cách vững chắc hơn. Thực tế cho thấy địa phương nào có nhiều hợp tác xã mạnh thì kinh tế xã hội không ngừng phát triển.
đối với tỉnh Nghệ An chúng ta ấy, thì hiện nay đã có 840 hợp tác xã kiểu mới và có gần 2.700 các cái tổ hợp sản xuất và có 111 làng nghề. Thì phải nói là hợp tác xã của tỉnh Nghệ An chúng ta trong thời gian vừa qua có cái bước phát triển rất lớn. Mỗi năm như vậy là đóng góp trên ngân sách khoảng độ 720 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng độ 3 vạn lao động. Thế về phía tỉnh thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện về khoa học công nghệ, về vốn, về các cái cơ chế chính sách và tháo gỡ những cái vướng mắc để hợp tác xã phát triển. Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành ký kết chương trình phối hợp để mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, nhiều hợp tác xã kiểu mới được thành lập và phát huy hiệu quả. Chỉ tính riêng năm 2011, các hợp tác xã trong tỉnh đã đạt doanh thu 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 6,5 vạn lao động với mức thu nhập bình quân 1,2 triệu đồng một tháng. Nếu như 5 năm trước, chỉ có 3% hợp tác xã khá giỏi, thì đến nay đã có gần 35%, hợp tác xã yếu kém chỉ còn 6%. Xác định rõ vai trò của hợp tác xã trong phát triển kinh tế địa phương và trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm 2012, Liên minh Hợp tác xã Nghệ An đang phối hợp chặt chẽ hơn với các ngành địa phương nhằm tăng nhanh số lượng và chất lượng hợp tác xã. Mục tiêu phấn đấu là có 50% số hợp tác xã trong cả tỉnh đạt loại khá giỏi. Từ những cái kết quả đó thì là tập thể của Liên minh cùng với các bên cùng với ban chấp hành đã đề ra các cái giải pháp để có cái tiếp tục chỉ đạo về khu vực kinh tế tập thể. Trước hết thì tập trung thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tổ chức tổng kết sâu rộng trong toàn tỉnh về 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 9, 5 năm thực hiện chỉ thị 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về củng cố và đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình hợp tác xã. Theo đó thì đề ra các cái giải pháp triệt để là khắc phục các cái tồn tại khó khăn yếu kém của các cái hợp tác xã và các cái làng nghề hiện nay. Đối với các cái hợp tác xã và các làng nghề thì cần có các cái giải pháp là để mà khắc phục các cái khó khăn hiện tại, có kế hoạch và có các cái giải pháp để giảm cái chi phí, nâng cao cái chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Và đồng thời với đó thì cũng phải là nâng cao cái năng lực quản lý và chuyên môn của cán bộ hợp tác xã. Với sự nỗ lực không ngừng, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các thành viên đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 2 và nhiều năm liền được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Nhiều hợp tác xã và thành viên được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương các loại, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4, cán bộ xã viên các hợp tác xã trong tỉnh đang tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2012 với hiệu quả cao, triển khai thêm dịch vụ, mở thêm nghề mới, đáp ứng mọi yêu cầu của sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4, sáng nay Hợp tác xã Công nghiệp Thương mại Cổ phần Quyết Thành, phường Bến Thủy, thành phố Vinh đã tổ chức khánh thành khách sạn Quyết Thành. Đến dự có đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh. Hợp tác xã Công nghiệp Thương mại Cổ phần Quyết Thành, tiền thân là hợp tác xã bốc xếp vận tải, trải qua nhiều thời kỳ. Năm 1992, hợp tác xã đã mạnh dạn chuyển đổi sang cổ phần hóa, mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh như sản xuất tôn sắt thép, đá và bột đá mịn, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động là con em phường Bến Thủy. Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hợp tác xã đã huy động nguồn vốn trên 35 tỷ để xây dựng khách sạn Quyết Thành. Đến nay, sau hơn một năm thi công, khách sạn đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Công trình được xây dựng có tổng diện tích sàn trên 650.000 m², cao 8 tầng, có đầy đủ cơ sở dịch vụ của một khách sạn khang trang, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch cũng như sự phát triển của thành phố. Việc khánh thành, đưa vào hoạt động khách sạn Quyết Thành không chỉ tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động mà còn góp phần khẳng định hướng đi của hợp tác xã,
đó là nắm bắt nhanh, nhạy và thích ứng với thị trường để phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, như dự báo của rất nhiều người, Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay 11 tháng 4, trần lãi suất huy động tại các ngân hàng sẽ được điều chỉnh giảm còn 12% thay vì 13% trước đây. Như vậy là chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, lãi suất huy động bằng Việt Nam đồng đã giảm 2%. Đây là một động thái khá bất ngờ nhưng được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn nền kinh tế hiện nay. Theo đó, kể từ ngày hôm nay, 11 tháng 4, mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước giảm đồng loạt 1%. Cụ thể giảm lãi suất tại cấp vốn từ 14% một năm xuống 13% một năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 15% xuống 14% một năm. Lãi suất tại chiết khấu từ 12% một năm xuống 11% một năm. Ngoài ra, lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Việt Nam đồng của tổ chức cá nhân tại các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng điều chỉnh giảm 1% so với mức lãi suất ban hành ngày 13 tháng 3 vừa qua. Cụ thể, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 5% một năm xuống 4% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên giảm từ 13% một năm xuống 12% một năm. Riêng quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên giảm từ 13,5% một năm xuống 12,5% một năm. Ngay trong sáng nay, cùng với toàn bộ hệ thống ngân hàng trong cả nước, các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh đều đồng loạt áp dụng mức lãi suất huy động mới. Theo đánh giá của nhiều ngân hàng, mặc dù lãi suất có giảm, nhưng ngày hôm nay hoạt động giao dịch vẫn diễn ra bình thường, bởi đó là sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, lạm phát cao, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn và đang phải chịu mức lãi suất vay vốn quá cao. Hạ dần lãi suất huy động là động thái tích cực để điều chỉnh dần lãi suất đầu ra, tháo gỡ những khó khăn về vốn cho doanh nghiệp. Sáng nay, Hội Người Mù Tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2012-2017, tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 207 chi hội người mù sinh hoạt trên 19 huyện, thành thị, với tổng số trên 2.300 hội viên. Hoạt động của các tổ chức hội ngày càng hướng vào hoạt động thiết thực, giúp đỡ hội viên hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Hiện tại, tổng nguồn vốn tỉnh hội đang quản lý đạt trên 2.800 tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn hội viên vay vốn và tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động. Song song với việc hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, Hội Người Mù Tỉnh còn chú trọng đầu tư các cơ sở sản xuất kinh doanh ở những cơ sở có điều kiện, tập trung nhiều người mù sinh sống. Tính đến nay, toàn hội có 15 cơ sở sản xuất tập trung, tạo việc làm cho trên 400 lao động. Tỉnh hội còn mở được 25 lớp dạy nghề cho trên 700 hội viên, mở 20 lớp xóa mù chữ Braille cho học viên, 6 lớp học vi tính văn phòng. Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập thể cán bộ hội viên tỉnh hội được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng cờ thi đua. Trung ương Hội Người mù Việt Nam, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh hội tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các cơ sở hội, cá nhân xuất sắc. Đặc biệt, Trung ương hội cũng đã tặng 290 kỷ niệm chương vì hạnh phúc người mù, phần thưởng cao quý nhất của hội cho các cán bộ lãnh đạo trong và ngoài hội, cá nhân hảo tâm có nhiều công lao cống hiến, giúp đỡ hội hoạt động có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh hội sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố phát triển tổ chức hội, nâng tổng số 100% các huyện, thành thị có tổ chức hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, phấn đấu đạt thu 20 tỷ đồng và giảm 10% tỷ lệ đói nghèo theo tiêu chuẩn mới. Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi quyết liệt, chiều nay các môn thi bóng đá, bóng bàn, đá cầu, điền kinh của Hội khỏe phụ đồng toàn quốc lần thứ 8 khu vực 3 tại Nghệ An đã kết thúc. Ban tổ chức đã tiến hành công bố kết quả và trao giải cho các vận động viên tại các địa điểm thi đấu. Mặc dù 2 ngày vừa qua thời tiết tại thành phố Vinh khá nóng, nhưng các vận động viên tham gia Hội khỏe phụ đồng toàn quốc khu vực 3 tại Nghệ An vẫn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Đội giành được cúp vô địch môn bóng đá nam 7 người tiểu học thuộc về đoàn Thanh Hóa. Bóng đá nam trung học cơ sở cũng đã kết thúc với giải nhất thuộc về đoàn Nghệ An. Môn điền kinh và nhảy xa cũng được ban tổ chức trao giải ngay sau khi các nội dung kết thúc. Kết quả ở nội dung điền kinh 60m nữ tiểu học, giải nhất thuộc về đoàn Hà Tĩnh. Nội dung điền kinh nữ trung học cơ sở thuộc về đoàn Thanh Hóa. Nhất nội dung điền kinh 60m nam tiểu học thuộc về đoàn Bình Định. Ở nội dung điền kinh 100m nữ trung học cơ sở thuộc về đoàn Thừa Thiên Huế và 100m nam thuộc về đoàn Quảng Bình. Ngay trong chiều nay, ban tổ chức cũng đã trao giải cho môn thi bóng bàn và đá cầu. Đoàn Đà Nẵng dẫn đầu ở môn bóng bàn với 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
Trong những ngày tới, các môn thi bơi lội, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền và bóng đá nam 11 người vẫn tiếp tục diễn ra tại các địa điểm thi đấu tại thành phố Vinh. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.